là bao bì đựng miếng dán nha. Thì mẫu bì này á, hiện tại là bên em có thể đựng được những cái loại như là, dạ, đầu tiên á, em sẽ test cho mọi người, đây là cường lực. Cường lực to nhất hiện tại mà trong các dòng smartphone á, thì em thấy đó là cường lực của dòng 12 Pro Max. Dạ đây, đây là mặt trước của dòng 12 Pro Max nha. Dạ, mình có thể để rất là dễ dàng luôn. Đây, rất là vừa vặn ha mọi người. Ngoài ra, ngoài cường lực ra thì bên em cũng có để được cả miếng dán BBF luôn. Chẳng hạn như là miếng dán BBF chính hãng New Mình của bên em nè. Đó, đây là mặt lưng của dòng 12 Pro Max và mình vẫn có thể đựng vừa được. Rất là vừa vặn, còn dư hẳn một khoảng nữa cho mình luôn nha mọi người. Lấy ra lấy vào rất là dễ thoải mái ha. Thì hiện tại á, mẫu bao bì đựng này á, thì bên em có nhận in theo yêu cầu. Chẳng hạn như là của cửa hàng mình á, mình muốn in logo nè, hoặc là cái thương hiệu cá nhân của mình thì bên em vẫn có thể nhận in nha. Đó, đây là khách của bên em mới vừa về, số lượng rất là nhiều luôn. Dạ đó, quay cho mọi người xem nha. Dạ, bên em nhận miếng dán này á, với đơn hàng lớn dành cho những cái cửa hàng nào mà mình muốn in theo yêu cầu cá nhân nè. Đó, đây là mặt trước. Dạ, đây là mặt sau, có những cái thông tin rõ ràng ở trên đây luôn. Đó, chẳng hạn như là dùng cái chất liệu cường lực nè, rồi dành cho chống vân tay này nọ, hay là chống nhám nè. Đó, mình muốn in theo mẫu nào thì cứ gửi cho bên em nhận in hết tất cả các mẫu luôn nha mọi người. Dạ rồi, anh chị em nào mà có mẫu nào muốn in á, hay là muốn đặt hàng thì cứ gửi cho bên em nha. Lên đơn hàng nhanh chóng để bên em hỗ trợ giá ưu đãi cho mình nha.